Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, một trong những vấn đề trong xã hội hiện đại là vợ chồng có khoảng cách trong hôn nhân. Theo thống kê, có khoảng 13% các cặp vợ chồng phải sống xa nhau trong thời gian ít nhất là 10 năm đầu sau hôn nhân. Tức là vợ chồng không chung sống cùng một nhà trong một quãng thời gian dài. Khánh Ngọc ví dụ như là vợ ở quê, chồng làm ở phố, hay chồng công tác ở miền Nam mà vợ lại ở miền Bắc. Do hoàn cảnh công việc mà họ phải sống xa nhau, khoảng cách xa xôi về địa lý sau hôn nhân có thể là tác nhân gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Và thực tế, trong số 13% đó thì có tới trên 7% các cặp đôi chia tay nhau sau 3 năm là vợ chồng. Đàn ông thì Khánh Ngọc không rõ lắm, nhưng với phụ nữ, sự xa cách đối với người đàn ông là một cực hình đối với họ. Rất ít phụ nữ có thể chịu đựng được điều này nếu nó kéo dài. Và theo Khánh Ngọc thì hầu hết các cặp đôi đổ vỡ vì sống xa cách quá lâu là do họ thiếu những kỹ năng cần thiết để duy trì. Vậy đó là những kỹ năng gì? Thì trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn nhé. Quý vị thân mến, khi vợ chồng sống xa nhau thì có hai kết nối bị đứt đoạn, đó là kết nối về tình cảm và kết nối về đời sống tình dục. Làm thế nào để hai kết nối này liền mạch khi hai người không sống chung một nhà, không ngủ chung một giường? Đầu tiên là kết nối tình cảm. Để kết nối tình cảm được với nhau thì vợ chồng khi sống xa cách phải học cách giao tiếp khéo léo. Giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất để duy trì quan hệ hôn nhân. Hai bên càng thẳng thắn thì việc giao tiếp sẽ càng dễ dàng và hiệu quả hơn. Trên thực tế, sống xa nhau cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của một người. Phương pháp để cải thiện kỹ năng này chính là giữ liên lạc hàng ngày bằng nhiều cách khác nhau. Với sự tiến bộ của công nghệ ngày nay, dù hai người có sống xa cách hàng vạn cây số thì việc kết nối cũng dễ dàng hơn nhiều so với 30 năm trước. Vợ chồng nên cố gắng hết sức để liên lạc với nhau hàng ngày và tốt nhất là chọn liên lạc qua video. Khi sống xa nhau, việc tạo thói quen liên lạc là hết sức quan trọng. Đừng lấy lý do nào đó để bao biện cho việc bạn không gọi cho người bạn đời của mình trong vài ngày. Khi các bạn không gọi cho nhau một tuần, thì một tuần đó đã tạo ra cho các bạn một cái thói quen không có sự hiện diện của chồng hay của vợ bạn trong cuộc sống. Không chỉ gọi điện bằng video, mà thỉnh thoảng bạn cũng có thể viết một cái email hay một cái tin nhắn dài để gửi những tâm tư của mình từ phương xa cho đối tác. Bởi vì khi một người nào đó luôn nghĩ về bạn, thì có thể những bức thư dài sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Cái thứ hai, để kết nối về mặt tình cảm, thì nhất định một trong hai người không được nuôi dưỡng những suy nghĩ ảo tưởng về người kia. Không được cho phép mình giận dỗi ở đối phương quá 2 tiếng đồng hồ. Khi hai người ở hai nơi xa cách nhau, sẽ rất dễ xảy ra cái việc là nghi kỵ hay là ghen tuông. Đó là điều bình thường. Nhưng trong trường hợp này, các bạn không thể tức giận quá lâu, không nên giữ những cái suy nghĩ tiêu cực và ấm ức ở trong lòng. Dù khó chịu đến mấy thì bạn vẫn nên giao tiếp với đối tác của mình, phải làm hòa với nhau càng sớm càng tốt khi hai người giận dỗi. Và bạn cũng đừng lúc nào cũng lo lắng, bất an vì người kia. Khi bạn luôn đặt ra những câu hỏi đầy lo lắng và nghi ngờ, thì mối quan hệ tình cảm của bạn đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khó khăn. Có những người khi sống xa nhau, luôn nghĩ người kia sẽ không chung thủy với mình. Đó là suy nghĩ rất tiêu cực. Do vậy, các bạn hãy nhớ cho Khánh Ngọc, muốn vợ chồng sống xa nhau, kết nối được về mặt tình cảm thì phải thường xuyên giao tiếp, không ghen tuông, không nghi ngờ, không lo lắng và giận hờn nhau quá lâu. Cả hai luôn phải có ý thức chủ động làm hòa với nhau, các bạn nhé. Thứ hai là kết nối về mặt đời sống tình dục.
Đời sống tình dục là một vấn đề lớn nhất mà các cặp vợ chồng sống xa cách nhau phải đối mặt. Tình cảm có thể kết nối qua giao tiếp, nhưng đời sống chăn gối thì giải quyết như thế nào? Nếu các cặp vợ chồng có thể gặp nhau một hoặc hai tháng một lần, họ có thể áp dụng phương pháp gửi không đồng và rút toàn bộ. Phương pháp này được thực hành như thế nào? Nếu chỉ gặp nhau một lần trong một tháng, thì hãy biến đời sống tình dục trở nên tuyệt vời nhất có thể. Khi năng lượng tình dục được tích lũy hợp lý, thông thường sẽ có một cuộc yêu chất lượng cao. Lúc này, cường độ khoái cảm mà chuyện ấy mang lại cho hai người thường đạt được chất lượng cao hơn bình thường. Và thông thường, những cuộc yêu sau nhiều ngày kìm nén sẽ mang lại những giá trị về tinh thần cao hơn rất nhiều so với những cặp đôi thường xuyên có quan hệ đều đặn. Do vậy, phương pháp này là phương pháp dồn toàn bộ năng lượng và đam mê cho cuộc yêu. Hãy chuẩn bị thật tốt về tinh thần, thể chất để cuộc yêu sau nhiều ngày xa cách được trọn vẹn. Hạnh phúc mà nó mang lại sẽ khiến cho sự kết nối tình cảm trở nên sâu đậm hơn rất nhiều các bạn ạ. Còn đối với những cặp đôi nửa năm mới gặp nhau, thậm chí là lâu hơn, thì trước tiên họ có thể thỏa thuận giải tỏa ham muốn tình dục bằng việc tự sướng hoặc có thể thử đồ chơi người lớn. Nếu bạn chưa từng tự thỏa mãn bằng tay thì hãy học cách để thực hành. Không có gì đáng ngại và đáng xấu hổ về chuyện này. Thậm chí ngay cả việc là sử dụng đồ chơi để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bởi lẽ nếu không làm điều này thì hôn nhân sẽ không dễ để bảo toàn. Một yếu tố rất quan trọng khi hai vợ chồng xa cách và thiếu kết nối chuyện ấy là các bạn không nên chủ động tiếp nhận kích thích tình dục quá mức. Trong những ngày tháng mà hai vợ chồng không thể ở bên nhau thì việc kích thích sinh lý bằng thị giác nên được giảm bớt một cách thích hợp. Tức là không nên chủ động tiếp xúc với các sản phẩm phim ảnh, video có những cảnh kích thích ham muốn. Bởi vì thị giác và thính giác có thể làm cho con người căng thẳng, sinh lý tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn. Đặc biệt là nam giới thường nhạy cảm và kích thích nhanh chóng. Điều này làm giảm khả năng, mức độ ham muốn đối với đối phương khi ở xa. Thậm chí theo nhiều nghiên cứu thì việc tiếp xúc với nhiều sản phẩm khiêu dâm có thể khiến cho bạn bị lãnh cảm và không còn khao khát đối với bạn tình nữa. Và cuối cùng là đừng phàn nàn về sự thiếu thốn chuyện ấy. Xa cách là một thử thách đối với nhu cầu sinh lý của đôi bên. Nói cách khác, nó thể hiện sức chịu đựng của mỗi người trong hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, không nên phàn nàn về nhau, cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho nhau. Khánh Ngọc biết là có nhiều người còn thách thức nhau. Ví dụ là anh không về, tôi đi với thằng khác. Ví dụ như vậy, điều này hoàn toàn không nên, cho dù là chỉ là trò đùa. Vợ chồng xa cách chỉ cần thường xuyên gọi điện, nhắn tin để nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ của hai người cũng có thể thỏa mãn tâm lý tình dục, hoặc tự thỏa mãn cho nhau bằng việc gọi video một cách an toàn, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, hai vợ chồng sống xa nhau trong thời gian dài có hai kết nối bị gián đoạn như Khánh Ngọc vừa nói. Một là kết nối về tình cảm, hai là kết nối về mặt tình dục. Cả hai kết nối này đều có cách để xử lý một cách hài hòa. Điều đó sẽ bảo toàn hôn nhân của bạn được tốt hơn. Không chỉ là các cặp vợ chồng mà các cặp tình nhân khi yêu xa cũng hoàn toàn có thể làm cái điều đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.